Chào toàn thể các anh, đây là phiên bản bật lửa Calori, một phiên bản lần trước em đã giới thiệu cho các anh là phiên bản dùng bằng xăng rồi, và lần này nó về thêm phiên bản dùng bằng ga. Đó thì cái bản sử dụng ga này thì nó sẽ khó hơn cái bản xăng một chút, cho nên là hôm nay em sẽ làm cái video để hướng dẫn các anh sử dụng cái chiếc bật lửa Calori và sử dụng bằng ga đá này nhá. Đó, nó thiết kế theo cái form gần giống như là bật lửa Estirubon, rất là giống. Kích thước và trọng lượng cũng tương gần ngang ngang nhau luôn. Đó. Ui, nhưng mà cái âm thanh này. Theo cảm nhận thì cái âm thanh của cái chiếc bật lửa Calori này rất là tuyệt vời nhá. Bác nào mà thích sử dụng để có cái âm thanh hay ấy, thì nên mua cái dòng này. Đó. Âm thanh rất hay này. Đây bên trong là đang có sẵn ga này này. Giờ thì em sẽ hướng dẫn các anh bơm ga và thay đá nhé. À, trước tiên thì để xí hết ga cũ ra thì ta phải bơm được ga mới nhá. Đây vặn cái ở đây nó có hai cái nút ở dưới đáy này, một nút nó có cái dấu cộng là cái nút này để chỉnh lửa to nhỏ, bên cạnh này nó không có ký hiệu gì thì chúng ta vặn ra để châm ga, bơm ga vào. Đây ở đây thì nó sẽ có một cái đầu ti, nó các anh sẽ bơm trực tiếp vào cái đầu ti này. Giờ thì em sẽ xì cái ga cũ ra trước đã. Đó. Đối với cái dòng Calori này thì các anh không cần phải có đầu bơm thì chúng ta cũng bơm được nhá. Đây, không cần đầu bơm này, chúng ta sử dụng cái bình ga đen, bình ga của Hàn Quốc này. Chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào cái mộc đáy này, không cần đầu bơm nhá, không cần đầu bơm như Dubon. Dubon nó sẽ bơm ra hơn chút. Đây, chúng ta sẽ cắm vào này. Và khi mà chúng ta bơm ấy thì chúng ta sẽ dốc cái đáy nó lên. Bình ga chúng ta cũng dốc xuống này. Trước khi bơm thì chúng ta nắp qua cái bình ga một chút để cho nó có hơi mạnh, bơm nó vào. Đó. Nhấn nhả tầm 5 lần, mỗi lần giữ tầm 2 giây là nó đầy. Đó, để kiểm tra xem là nó đầy hay chưa thì chúng ta sẽ dùng cái vật gì đó chúng ta bấm thử cái đầu ti này nữa này. Đó. Khí ga nó ra ấy, thì nó sẽ là lạnh. Còn bác nào bơm vào mà nó không có cái hơi lạnh nó ra thì vẫn chưa đầy nhá. Đây này, bấm vào này. Đó, nó có cái khí lạnh nó ra. Ok chưa? Đây. Và sau khi bơm ấy chúng ta không nên sử dụng luôn đâu nhá. Ở đây thì em tránh mất thời gian nên em bật luôn cho anh xem thôi. Chúng ta để tầm 5 phút để cho cái ga bên trong này nó nguội, chúng ta mới sử dụng. Đó. Vừa rồi là cái cách bơm ga thì rất là đơn giản thôi. Nhiều anh chưa biết thì nó hơi khó tí, nhưng mà sau khi dần dần quen rồi thì chúng ta sẽ bơm rất là dễ. Và đến cái phần thay đá thì chúng ta mở ra này. Bên trong này nó có một cái nẫy. Đó, có một cái nẫy ở đây. Chúng ta bấm cái nãy xuống, dùng tay cũng được nhé, để bấm nó xuống này, giống với lại đu bông. Đó, bấm xuống và cái nãy nó sẽ tự động bật vào. Và bên trong này là đá và bánh xe. Bánh xe chúng ta có thể nhấc lên để thay bánh xe ở đây luôn. Đó, đá thì ở đây. Đá cứ hết thì chúng ta thay đá mới thôi. Đây. Đó, hết thì chúng ta bỏ đá mới ở đây. Và chúng ta kéo lại cái đầu là được. Đấy, để cho nó cân đã. Đó, để nó cân này. Và kéo cái này à, kêu tạch cái là được. Ok. Đó. Đây bật lửa nó vẫn còn lạnh này. Các anh lưu ý là để giữ cái bật lửa chúng ta tốt nhất và không bị hay xì ga ấy, thì chúng ta bơm đợi tầm 5 phút thì chúng ta mới sử dụng nhá, để cho nó nguội cái bật lửa đã. Nhiều bác cứ bơm vào xong rồi sử dụng luôn là nó hay bị xì ga đấy, hay bị hỏng bật lửa đấy. À, ui, âm thanh hay quá. Bác nào mà quan tâm đến cái phiên bản Calori này thì cứ comment số điện thoại phía dưới video. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn. Đó, một phiên bản hãng bật lửa cực kỳ mới luôn. Rất là đẹp. Hộp của nó đây. Đây, hộp của nó. Và hãng bật lửa này là của Trung Quốc nhá. Bác nào thắc mắc thì em nói luôn. Bật lửa của Trung Quốc, hãng một thương hiệu mới. Đây, catalog của nó. Đó. Mã hiệu của chiếc này là CLG24V. Đó, bác nào quan tâm thì cứ bình luận số điện thoại xuống phía dưới video này. Em xin chân thành cảm ơn.